Hoa hậu Mỹ vướng tin đồn mua giải, Miss Universe xin lỗi vẫn đỏ phẫn nộ. Miss Universe hiện đang trở thành chủ đề tranh cãi của fan châu Á. Hoa hậu Mỹ Sobeni Gabrielle, 28 tuổi, đăng qua Miss Universe trong sự bất ngờ của khán giả. Bên cạnh đó, nàng hậu còn vướng tin đồn mua giải khiến nhiều người xôn xao. Chung kết cuộc thi Miss Universe lần thứ 71 đã diễn ra với ngôi vị cao nhất thuộc về Sobeni Gabrielle, đại diện Mỹ. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện Venezuela và Cộng hòa Dominican. Chiến thắng trên sân nhà, Sobeni Gabrielle nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Ở vòng vấn đáp top 5, đại diện Mỹ nhận được câu hỏi về việc Hoa hậu Hoàng Vũ đã thay đổi, cho phép mẹ đơn thân và người đã có gia đình tham gia. Người đẹp chia sẻ, tôi nghĩ chúng ta cần tăng thêm độ tuổi, bây giờ 28 tuổi là độ tuổi giới hạn. Tôi muốn nói rằng nếu không phải bây giờ thì khi nào? Tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để theo đuổi những thứ mình thích, không phải hôm qua cũng không phải ngày mai. Trước đó, trong khoảnh khắc Mỹ nắm tay đại diện Venezuela và Cộng hòa Dominican, nhiều khán giả không nghĩ rằng cô là ứng viên chiến thắng. Đối với người hâm mộ sắc đẹp, kết quả này khá bất ngờ, bởi Gabrielle không quá nổi bật về sắc vóc ở những vòng ngoài. Người gây chú ý và được nhận xét xứng đáng ngôi vị hơn là đại diện Venezuela. Missology xếp Gabrielle ở vị trí thứ 6 trong danh sách dự đoán cuối cùng. Hơn 10 ngày thi, Gabrielle duy trì phong độ ổn định nhưng không trình diễn bứt phá bằng một số thí sinh châu Mỹ khác. Như vậy, có thể Gabrielle ghi điểm ở vòng phỏng vấn kín và việc thể hiện phong thái, cách giao tiếp và ứng xử hàng ngày. Không những vậy, Gabrielle còn từng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn mua giải, giành quyền đại diện Mỹ tại Miss Universe sau khi thắng giải Miss USA vào tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô vướng tin đồn mua giải. Một số thí sinh trong cuộc thi đã tố cô được ban tổ chức thiên vị, ưu ái, lùm xùm khiến ban tổ chức Miss Universe, đơn vị điều hành cuộc thi Miss USA phải vào cuộc điều tra. Theo Missology, Gabrielle dày dặn kinh nghiệm thi sắc đẹp, cô từng thử sức ở nhiều cuộc thi hoa hậu cấp tiểu bang. Năm 2020, cô lần đầu thử sức cuộc thi sắc đẹp vào top 5 Miss Grand. Một năm sau, cô tranh tài tại Miss Texas USA với tư cách là Miss Paris nhưng không thành công. Như vậy, 10 năm sau khi Olivia Cooper đăng quang, Mỹ có thêm một hoa hậu hoàng vũ. Đăng quang trên sân nhà, Sobeni Gabrielle đón nhận những luồng phản ứng trái chiều từ cộng đồng fan sắc đẹp. Kết quả top 16 là bất ngờ lớn ngay khi công bố. Nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng khi những ứng viên tiềm năng như người đẹp Thái Lan, Philippines trượt top. Hai cô gái này luôn có tên trong bảng xếp hạng của Missology và Global Beauty. Hai đại diện châu Á được chọn là thí sinh Lào và Ấn Độ, những gương mặt vốn không gây chú ý trước chung kết. Đại diện Việt Nam Ngọc Châu cũng dừng chân dù cô có mặt trong danh sách dự đoán top 16 của Global Beauty. Những cái tên khác cũng gây thắc mắc khi giành được suất vào top 16 chung cuộc là thí sinh Haiti, Australia, Canada. Trên fanpage chính thức của cuộc thi, dễ dàng nhận thấy bài đăng gần nhất đều có lượt thả phẫn nộ lớn từ đông đảo khán giả sắc đẹp. Dưới phần bình luận hầu như đều là các câu hỏi về việc tại sao ba đại diện Việt Nam, Thái Lan và Philippines lại vắng mặt trong top 16 chung cuộc. Nói về riêng khán giả Việt Nam, theo dõi những chuyên trang sắc đẹp hay mạng xã hội đều dễ nhận thấy các bình luận về việc ba thí sinh mạnh tại Đông Nam Á lần lượt ra chuồng gà. Trong cuộc thi năm nay, đại diện duy nhất là Lào sau đó cũng không thể bước vào top 5. Song tuy buồn vì Ngọc Châu không được đi tiếp nhưng phải công nhận các thí sinh top 16 đều là hổ chiến cả về nhan sắc và kỹ năng nuốt miếng không thể xem thường. Chung kết Miss Universe diễn ra trong nhiều tranh cãi và mắc lỗi, tưởng chừng sẽ lấy lại hào quang. Thế nhưng khâu tổ chức của Miss Universe được đánh giá khá tệ. Ngày 15 tháng 1, Miss Universe đăng tải video xin lỗi của CEO Amy Emberich. Bà Amy Emberich xin lỗi thí sinh Kyrgyzstan cùng người dân quốc gia này sau sự cố MC đọc nhầm tên nước. Trước đó, ở vòng thi trang phục dân tộc ngày 12 tháng 1, Hoa hậu Hana Sandu đảm nhận vai trò dẫn chương trình và nói nhầm Kyrgyzstan thành Kazakhstan. Đứng trước người đẹp Atina Botozarova, bà Amy Emberich bày tỏ, hy vọng các bạn chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Tôi hứa tổ chức Miss Universe sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Đại diện Kyrgyzstan đáp, cảm ơn vì lời xin lỗi chân thành. Tôi đánh giá cao điều này. Tôi là Hoa hậu Kyrgyzstan 2021 và tôi tự hào đại diện cho đất nước của mình. Trước khi Miss Universe lên tiếng đính chính, Hana Sandu cũng giải thích thông qua trang cá nhân. Trong chương trình sơ khảo tuần này ở New Orleans, tôi đã không đọc đúng về Kyrgyzstan. Tôi vô cùng xin lỗi vì sai sót này, Hoa hậu Hoàng Vũ 2021 chia sẻ.